Xin mến chào các bạn, hôm nay mình giới thiệu bán một chiếc máy sớ cải tiến các bạn. Thì dàn sớ cái hộp số là của Đông Phong ha, dàn sớ 1m2, dàn sớ của Nam Bon, có bánh lồng, động cơ là Vicino 320 các bạn. Đó, thì máy thì đã có làm bộ hơi, cốt là còn zin, bao hơi cho anh em ha. Đó, là tất cả là còn hoạt động bình thường. Đó, thì đang địa chỉ là ở Bình Minh, Vĩnh Long. Anh em và các bạn cần mua thì liên lạc trực tiếp qua số điện thoại nằm ngay cái phần tiêu đề để gặp ngay chủ ha. Cái giá bán là 25 triệu có thương lượng ha. Rồi anh em cần mua thì liên lạc ha. Nói chung là cái máy này thì động cơ thì là anh nói là cốt còn zin, có làm dàn hơi và bao hơi cho anh em. Đó. Dàn sớ là 1m2, hộp số là hộp số Đông Phong. Đó. Dàn sớ 1m2. Địa chỉ là Bình Minh, Vĩnh Long. Đó, rồi anh em cần mua thì liên lạc ha, cái giá bán là 25 triệu có thương lượng. Đó. Thì cái giá này thì rất là hợp lý để cho anh em sử dụng, các bạn cần xài thì liên lạc ha. Nói chung anh em mình là thống nhất với nhau, ai mua thì liên lạc qua số điện thoại nằm ngay cái phần tiêu đề để gặp ngay chủ, còn ai bán đồ thì liên lạc qua bên kênh của mình, số điện thoại là 0352 915 395 ha.